À, quý vị thấy không, một cái câu chuyện tưởng chừng như rất là sóng gió. Dạ. Bởi vì mẹ chồng cũng cá tính, mà nàng dâu cũng cá tính luôn. Nếu như không nhường nhịn nhau thì gia đình này cũng căng lắm đó nha. Dạ đúng rồi, con nghĩ là chỉ có cách khéo léo cư xử là đúng tốt rồi, nhất khéo thôi. Léo. Chúng ta sẽ tiếp tục mẹ chồng nàng dâu thứ hai để xem có mâu thuẫn gì không, có cá tính như ở mẹ chồng nàng dâu đầu tiên không nhé. Xin mời quý vị. À, chúng ta có thể giới thiệu về mình. Dạ chào anh Nguyễn Linh, chào em. Dạ. À, tôi tên là Ngọc Thủy. À, cô bao nhiêu tuổi rồi cô? Cô 53 tuổi. Dạ. 53 mà trẻ quá nha. Cô nhà ở quận 10. Dạ. Làm nhân viên bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi. Còn chị? Dạ, em tên là Phạm Thị Yến, năm nay em 26 tuổi. Dạ. Hiện là nhân viên văn phòng. Em là về làm dâu được bao nhiêu lâu rồi? Dạ hơn 2 năm. Có em bé chưa? Dạ rồi, em bé hơn 1 tuổi. Bây giờ mình nói về ấn tượng lần đầu tiên mẹ chồng gặp nàng dâu tương lai thế nào đi. Lần đầu tiên gặp thì thấy bé này hơi lành. Hơi lành. Hơi lành hả? Ừ, cũng không nghĩ như vậy nữa. Nhưng mà tại thấy vô thì không biết tâm lý thế nào mà nhìn vô thì thấy vui vẻ hoạt bát lắm. Nghĩa là chào hết mọi người trong gia đình, không có thấy cái sự là nhút nhát hay rụt rè giống như mình ngày xưa. Chị có ấn tượng gì về người mẹ chồng của mình? Dạ, thật ra là ngày đầu tiên thì chồng em rủ về nhà chơi, ra mắt gia đình. Thì phòng khách nhà em là ở lầu 2. Dạ. Là khi em bước lên cầu thang á, lên tới lầu 1 thôi là em đòi về rồi. Em đi được 2 bước rồi đó. Em run lắm, tại em chưa bao giờ ra mắt gia đình bạn trai hết. Dạ. Em sợ lắm. Anh nhà này, cho em về bữa khác, từ bình tĩnh. Không dám lên. Có gì đâu. Em cứ lên đi không sao, má em hiền lắm. Bước 2 bước nữa, thôi em không lên nữa, trời em sợ lắm. Trời sợ lắm, không dám lên đâu. Xong rồi chồng nó hoài nó hoài đứng dưới hoài luôn, cả 10-15 phút xong mới dám bước lên. Lên thì nó ra có má đang nấu ăn. Xong rồi ba đang ngồi chơi, sao em cũng chào hỏi. Xong rồi đầu đồ thì má đang nấu ăn thì em cũng lại em phụ má nấu ăn. Thì má cứ xong rồi ăn xong rồi cũng trò chuyện vui vẻ. Xong rồi đến lúc mà rửa chén á, má cứ kì kì nè. Về làm dâu bác nha, về nấu ăn cho bác nha. Em cũng bớt luôn, bình thường. Sau rồi là mới dần mới dám tới chơi nhiều hơn. Cô thích điều gì con gái mình? Yến thì cũng lanh lẹ, cũng hoạt bát, cũng chăm chỉ siêng năng. Đi làm thì cũng có con nhỏ thì cũng bận rộn nhiều thứ. Nhưng mà cũng lo lắng. Có ngày chủ nhật thì ở nhà thì cũng lo lắng cơm nước cho mình. Thấy cũng siêng năng chăm chỉ rồi cũng lo lắng cho chồng cho con thì mình thương thôi. Nói chung là con dâu mình nó thương con mình thì mình thương con dâu mình. À, dễ thương ha, cứ thương con mình thương nó. Có điều gì cô không thích ở con dâu không? Hồi mới giới thiệu á thì mình có hơi ngại vấn đề nó người Trung, mình người Nam, khó mà hòa nhập về văn hóa vùng miền ha. Đúng rồi, tất cả mọi thứ. Đúng rồi, nhiều khi thậm chí hồi mới đầu thì Yến nói nhiều cái mình cũng không nghe được luôn. Cho nên là cái đó là cái khó khăn bước đầu của mình. Rồi nhiều khi cái phong tục tập quán của hai miền nó cũng có khác nhau. Về những cái như là phong tục cưới hỏi. Thành ra là khúc đầu thì mình cũng khó khăn dữ lắm. Vậy thì chị làm thế nào mà có thể hòa nhập được cả gia đình lại với nhau? Cho tới bây giờ thì vẫn có nhiều cái là em và gia đình chồng vẫn chưa có thể hòa nhập được. Nhưng mà vẫn đang cố gắng từng ngày thôi. Ví dụ cụ thể như thế nào? Chắc là cái này là ai cũng gặp phải, đó là ăn uống. Đúng. Ví dụ như là em thì nấu ăn miền Trung thì em quen ăn mặn. Còn má nhà chồng thì ăn ngọt. Nên thời gian đầu em về nhà thì là có nhiều bữa em không ăn cơm hoặc là em ăn rất là ít. Thì chồng em có hỏi sao thì em mới nói là đồ ăn má nấu em ăn khó ăn quá, em không ăn được. Dạ. Nhưng mà dần dần rồi chồng nói là thì cố gắng, còn nếu mà em cảm thấy em ăn không được thì thôi em cố gắng em nấu. Thì có cái điều gì đó mà chị không thích ở mẹ chồng không? Má em rất là thương cháu, rất là thương con nên là lo lắm. Em mới sinh em bé em hơn 1 tuổi rồi. Yeah. Thì lúc nào cũng vậy, cứ về nhà câu đầu tiên của má hỏi là
em ăn gì chưa, em ăn lâu chưa con. Tụi em là tâm lý tụi em trẻ nên là tụi em rất là tìm tòi mấy cái phương pháp mà nuôi dạy con mới này nè. Yeah. Nhiều lúc mình muốn thử lắm. Ê, như hồi đó mới sinh con em được 6 tháng rồi là em bắt đầu cho con ăn dặm, là em tính cho con ăn theo phương pháp chỉ huy là con tự bốc ăn bốc ăn. Yeah. Mà mấy em mấy lần thằng cu em thì lại có cái tật là hay bị ọc ọc sữa, ăn cái gì mà lộn cờn một cái là nó ọc. Má em thấy sót có, má em không chịu, má kêu là thôi để nó lớn xíu rồi đi. Rồi xong mấy lần em cũng làm thêm vài lần nữa nhưng má em nói tiếp cái em không làm nữa, em bỏ. Cái xong rồi một thời gian sau thì má em đi ra ngoài á, má em có nghe bạn của mình nói là cháu mình vậy đó bây giờ nó giỏi ăn lắm, nó mới bao nhiêu tuổi vậy đó mà nó ăn bốc rất là giỏi, nó tự ăn gì vậy đó. Rồi má về má kể em nghe, má nói là thằng cu đó ăn giỏi ghê con ha. Ý là em biết là má muốn tụi em làm theo cái đó đó. Em nói chồng trời ơi hồi xưa tính làm thì má không cho, bây giờ má thấy người khác làm được rồi cái má nói mình. Hình như cô ngại chia sẻ với con dâu đúng không? Cũng đúng, mình cũng nói chung là cũng sợ nó buồn. Sợ nó buồn, đôi khi mình không nói con mà nó không hiểu, để xem cái người thứ ba có buồn hay không, và cái người thứ ba suy nghĩ thế nào để mâu thuẫn những cái khúc mắc của mẹ con như vậy. Xin mời. Ở nhà thì hai mẹ con chỉ có cái là hay khác biệt với nhau, không có đồng nhất với nhau về vấn đề là chăm cháu. Thì mẹ thì thường có cái cách chăm của hồi xưa, còn vợ thì có cách chăm của thời hiện đại. Thì hai cái cách nó đối lập nhau. Ví dụ như là ăn thì đối với người lớn thì người ta cho trẻ ăn mà 6 tháng là chưa được ăn những cái món ăn rắn, những đồ ăn rắn như là cơm hay là gì đó là chưa được ăn, hay là cháo, thậm chí đến cháo cũng chưa được ăn mà chỉ ăn đồ ăn xay thôi. Còn ở nhà thì vợ chồng việc là cho cháu ăn đồ ăn rắn, đồ ăn thì đó là một cái khác biệt giữa hai cái cách dạy. Thì mẹ lại thường là không có nói chuyện trực tiếp với lại vợ, mà mẹ lại thông qua việc để mà đưa lời lại với vợ. Thành ra là cái chuyện mà nói qua nói lại vậy đó thì nó cũng hơi khó xử. Cô thấy con mình nói đúng không cô? Cũng đúng. Dạ. Yeah. Nhiều khi cái nào cô bỏ qua được hoặc là cô chiều theo em nó được thì cô làm. Còn cái nào không bỏ qua được á thì mình tìm cách mình nói với con trai hoặc là mình chia sẻ với ông xã. Để cho nó chia sẻ ra cho nó đỡ buồn thôi. Thì sao cô không chia sẻ cho Yến thẳng Yến luôn cho dạ. Nó thoải mái dễ hơn. Mà mình phải chia sẻ qua một người biết đâu nó hay tam sao thất đúng bản. Đúng rồi, nói thêm nói bớt gì đó. Qua lại cho nó khó hiểu hơn. Dạ. Ừ, đâu để cô về cô thử coi. Thật ra thì ở nhà ba mấy em thương con cháu lắm và chiều nữa. Mọi người cũng có nói và em cũng cảm thấy là em làm dâu thì sướng. Tức là ba má thì rất là chịu khó, ví dụ như không có câu này cái chuyện mà con dâu lại phải vào bếp hay gì á. Ba má em ví dụ ai rảnh ai về trước đi làm nha, ai cũng đi làm, ai về trước là người đó nấu cơm chứ không có phải là con dâu về sớm nấu hay gì không có câu này chuyện đó. Thậm chí là những cái lúc mà tụi em bận chăm cháu á đó thì là đồ dơ tụi em thì ba má vẫn đi giặt giùm tụi em, hoặc phơi rồi mang xuống cho tụi em. Sống ở nhà ba má thì em cũng không có bị tủi thân á. Dạ, tính em thì hay tủi thân. Nhưng mà có những lúc nào em tủi thân một mình, em khóc một mình không? Dạ, cũng có chứ. Nhất là lúc mà mới về nhà chồng. Nhớ nhà hả chị? Có bao giờ cô thấy con dâu khóc thế này chưa? Chưa. Chưa thấy. Nhưng đôi khi con dâu khóc một mình là như vậy đó. Cô có mong muốn con dâu mình thay đổi điều gì không? Để cho nó hòa hợp, cho nó gần hơn nữa giữa mẹ chồng với nàng dâu. Hình như bây giờ nó vẫn còn một đoạn xa cách nào đó. Thì mình cũng nói, cũng biết là cái cách mà ăn uống nhiều khi là cũng không hợp, thì mình cũng muốn là
cháu nó cũng muốn cái gì nó cũng thể hiện với mình, nó cũng nói. Có lẽ là mẹ cũng ít nói với con mà con cũng ít nói với mẹ, cho nên là cũng nhiều khi cũng chưa hiểu nhau lắm à. Dạ, đó là một khoảng cách tuy gần nhưng mà rất là xa. Nếu chúng ta càng để lâu thì nó càng xa hơn nữa, và càng có những cái giọt nước mắt tủi thân thế này nữa. Không phải em khóc là vì tủi thân má, mà là em khóc là em cảm thấy em may mắn khi mà mình xa gia đình như vậy mà em được sống ở một gia đình ba má rất là thương con dâu và không có bắt con dâu là phải như thế này kia. Em khóc không phải là sốc vì trong niềm hạnh phúc. Dạ. Mà em có mong muốn má mình thay đổi điều gì không? Mà em hơi ít nói. Dạ. Nên là có thể là trong gia đình mà có gì đó má không hài lòng á thì là má với con mình tụi này cố gắng chia sẻ với nhau nhiều hơn. À, để xem ông xã của em mong muốn điều gì của hai với hai người nha. Dạ. Cũng mong muốn là hai mẹ con sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Ví dụ như là khi mà mẹ muốn trao đổi gì đó, muốn góp ý gì thì có thể góp ý trực tiếp với khi mà có vợ chồng, khi mà có vợ chồng của Việt, chứ không phải là đưa lời qua như hiện tại. Nếu mà mẹ cũng cởi mở mà vợ cũng cởi mở thì có thể sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Đó là mong muốn của con trai mình ha. Thôi ha, trai đã nói như thế thì mong muốn hai người cũng có sự thay đổi để đến gần nhau hơn. Chồng hiền quá. Dạ, mấy em hiền lắm. Hai mẹ con ôm nhau chặt nào. Thật chặt nào. Rất là tình cảm. Cảm ơn cô rất nhiều. Chúc cho gia đình chúng ta sẽ thật hạnh phúc, mãi mãi bình an nhé. Đây là món quà của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, xin gửi tặng gia đình. Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn chị. Chị nói Lộc nghe nè, ở hai bà mẹ chồng có hai trạng thái đối nghịch nhau. Một bà mẹ chồng rất dữ, nóng tính. Dạ. Nhưng mà cũng dễ hòa đồng, dễ hiểu con dâu. Dạ. Một bà mẹ chồng quá hiền, hiền đến mức không có chia sẻ với con dâu luôn. Dạ. Đấy, qua hai gia đình đó thì ta sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để có thể rút ra được trong những cái bài học mà giữa mẹ chồng và nàng dâu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 15:40 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ Quyền Linh và Lê Lộc xin chào và hẹn gặp lại.